Chào tất cả mọi người, video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng trừ có kết hợp ở trên bàn tính Soroban. Thì cộng trừ có kết hợp thì chúng ta có hai loại, một loại là cộng trừ kết hợp với hạt 5, loại thứ hai là cộng trừ kết hợp với hạt 10. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng trừ có kết hợp với hạt 5. Đầu tiên thì các bạn nhớ cho mình dãy số như thế này: 1 đi với 4, 2 đi với 3, 3 đi với 2, 4 đi với 1. Đây là dãy số mình cần nhớ ha. Vì là cộng trừ có kết hợp với hạt 5 cho nên các dãy số này đều liên quan tới 5, là tổng của nó bằng 5. 1 đi với 4, 2 đi với 3, 3 đi với 2, 4 đi với 1. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cộng 1. Đầu tiên là cộng 1 có kết hợp với hạt 5. Có kết hợp với hạt 5 thì khi đẩy tay thì chúng ta sẽ đẩy cùng với hạt 5, có nghĩa là hạt dưới đi với hạt trên. Rồi bây giờ cộng 1 ha. 4 cộng 1. 4 cộng 1, bây giờ không có một hạt để ta lên. Ta sẽ nhớ tới dãy số 4 đi với 1 và 1 đi với 4. Bây giờ 4 cộng 1, 1 đi với 4 là 5 với 4 cùng xuống. Rồi mình nói lại ha. 4 cộng 1, không có 1 để lên. 1 đi với 4 cộng 4 là 5 với 1 cùng xuống. Vì kết hợp với 5 cho nên mình sẽ đẩy cả hạt 5 nữa các bạn. Ví dụ mình làm lại ha. 4 cộng 1, 5 với 4 cùng xuống. Tương tự 40 cộng 10 thì 50 với 40 cùng xuống. Kết quả là bằng 50. 400 cộng 100 là 500 với 400 cùng xuống. Kết quả bằng 500. 4.000 cộng 1.000 là 5.000 với 4.000 cùng xuống. Kết quả là bằng 5.000. Chục ngàn, triệu, các bạn cũng làm tương tự ha. Rồi bây giờ là cộng 2. 3 cộng 2. Bây giờ mình không có đủ 2 hạt để mình đẩy lên, mình chỉ còn 1 hạt thôi. 3 cộng 2. Cộng 2, 2 đi với 3. Cộng 2 là 5 với 3 cùng xuống. Kết quả của mình là bằng 5. 4 cộng 2, không đủ 2 để đẩy lên. 2 đi với 3, cộng 2 là 5 với 3 cùng xuống. Kết quả của mình là bằng 6. Tương tự ha. 40 cộng 20, 50 với 30 cùng xuống. Kết quả của mình là bằng 60. 300 cộng 200, 500 với 300 cùng xuống. Kết quả của mình là bằng 500. Rồi tới cộng 3. Cộng 3 là 5 với 2 cùng xuống. 2 cộng 3. 2 cộng 3, mình chỉ còn 2 hạt thôi, không đủ 3 hạt để mình đẩy lên. Cộng 3, 3 đi với 2, 5 với 2 cùng xuống. Kết quả là bằng 5. Tương tự ha. 3 cộng với 3, 5 với 2 cùng xuống. Kết quả là bằng 6. 4 cộng với 3, 5 với 2 cùng xuống. Kết quả là bằng 7. Tương tự ở hàng chục. 40 cộng 30, 50 với 20 cùng xuống. Kết quả là bằng 70. Rồi cuối cùng là cộng 4. 1 cộng 4, mình chỉ còn 3 hạt dưới thôi, không đủ 4 hạt để mình đẩy lên. 4 đi với 1, kết hợp với hạt 5 thì mình sẽ đẩy cùng với hạt 5 ha. Cộng 4 là 5 với 1 cùng xuống. Kết quả là bằng 5. 4 cộng 4, 5 với 1 cùng xuống. Kết quả là bằng 8. Tương tự hàng chục cũng vậy. 1, mình xin lỗi, 10 cộng 40, 50 với 10 cùng xuống. Kết quả của mình là bằng 50. 30 cộng 40, 50 với 10 cùng xuống. Kết quả của mình là bằng 70. Rồi xong phần cộng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phần trừ. Phép cộng làm sao thì phép trừ mình sẽ làm trái ngược như vậy ha. Rồi bây giờ là bài đầu tiên. Trừ 1 trước. 5 trừ 1, không có 1 hạt để mình xuống. 1 đi với 4, trừ 1 là 5 với 4 cùng lên. Kết quả là bằng 4. Mình nhớ lại ha. Cộng 1 thì 5 với 4 cùng xuống, trừ 1 thì 5 với 4 sẽ cùng lên. Rồi tương tự 5 trừ 2, không có 2 để xuống. 2 đi với 3, trừ 2 là 5 với 3 cùng lên. Kết quả của mình sẽ là bằng 3 nha các bạn. Tương tự 6 trừ 2,
5 với 3 cùng lên, kết quả của mình sẽ là bằng 4. 60 trừ 20, 50 với 30 cùng lên, kết quả của mình sẽ là bằng 40. 600 trừ 200, 500 với 300 cùng lên, kết quả của mình sẽ là bằng 400. Rồi bây giờ là trừ 3. 5 trừ 3, trừ 3 không có 3 hạt để mình xuống. 3 đi với 2, trừ 3 là 5 với 2 cùng lên, kết quả của mình là bằng 2. 6 trừ 3, 5 với 2 cùng lên, kết quả của mình cũng là bằng 3. Rồi 60 trừ 30, 50 với 20 cùng lên, kết quả của mình là bằng 30. Rồi cuối cùng là trừ 4. Trừ 4 thì 4 đi với 1. 5 trừ 4, trừ 4 là 5 với 1 cùng lên, kết quả của mình là bằng 1. Tương tự ha. 6 trừ 4, 5 với 1 cùng lên, kết quả của mình là bằng 2. 8 trừ 4, 5 với 1 cùng lên, kết quả của mình là bằng 4. Tương tự ở hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn cũng vậy ha. Mình ví dụ 70 trừ 40, 50 với 10 cùng lên, kết quả của mình là bằng 30 nha các bạn. Rồi mình sẽ nhắc lại lần nữa ha. Cộng 1 là 5 với 4 cùng xuống, cộng 2 5 với 3 cùng xuống, cộng 3 5 với 2 cùng xuống, cộng 4 5 với 1 cùng xuống. Trừ 1 thì 5 với 4 cùng lên, trừ 2 5 với 3 cùng lên, trừ 3 5 với 2 cùng lên, trừ 4 5 với 1 cùng lên. Rồi, chào các bạn. Video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng trừ có kết hợp với hạt 10. Mình ví dụ ha, mình ví dụ một bài là 9 cộng 1. Bây giờ không có một hạt để lên. Cộng 1, 5 với 4 cùng xuống cũng không được. Bây giờ mình sẽ sử dụng kết hợp với hạt 10. Video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm toán trên bàn tính có kết hợp với hạt 10. Rồi, xin chào, tạm biệt.